Chào các bạn, Vườn Ươm Hải Đăng hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn ở các tỉnh xa đến trực tiếp tại vườn. Và nếu bạn nào ở tỉnh xa mà đến bến xe Gia Lâm ấy, thì các bạn có thể đi cái tuyến xe buýt 11:40 hoặc 40 đến cái điểm độ dừng lại ở biển điểm xe buýt đối diện với cả tổng công ty May 10 ở trên đường 5 hay là đường Nguyễn Văn Linh ấy, thì là các bạn dừng lại ở đấy thì mình sẽ hướng dẫn tiếp, là từ đấy các bạn có thể đi bộ một đoạn, có thể đi một đoạn từ hướng về đường hướng Hải Phòng ấy, thì là sẽ có một cái đường tàu, có một cái ngõ với đường tàu bắt ngang qua, thì bạn đi vào đấy. Bạn vào đấy thì bạn đi thẳng vào đấy đi một chút thì sẽ thấy có cái cổng chào ghi là xóm mới. Thì bạn đi qua cổng chào, bạn đi vào một đoạn thì bạn sẽ tìm đến ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh. Bạn vào ngõ đấy, bạn đi tiếp cho tiếp tục cho tôi đến tiếp tục một đoạn thì đến cái ngã tư nó có cái cột điện ấy, thì bạn sẽ bên tay phải. Bạn đi tiếp đến cái chỗ có cái chỗ một cái trạm điện, thì bạn nhìn sang bên tay trái là bạn sẽ thấy có hai nhà một trắng một vàng, thì xung quanh nó có cây cối tùm xung quanh, cây cảnh xung quanh ấy, thì bạn đi thẳng vào thì đó là Vườn Ươm Hải Đăng. Và còn nếu mà bạn nào mà đi từ hướng từ Hải Phòng về Hà Nội ấy, thì có các tỉnh trên cái trục đường đấy, thì bạn có thể đi từ hướng Hải Phòng về, bạn đi đến chỗ tổng công ty May 10, bạn dừng lại sang bên đường và bạn đi ngược lại về từ đường đấy, bạn hướng về đường hướng Hải Phòng, thì một đoạn thì là bạn lại rẽ vào cái ngõ có đường tàu cắt ngang qua, và đi vào một chút thì bạn lại thấy cái cổng chào, bạn tìm đến ngõ 68/45, ngách 68/45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh. Bạn tiếp tục bạn rẽ tay phải đi vào một đoạn và lại rẽ tay trái, bạn nhìn thấy hai nhà và Vườn Ươm Hải Đăng hiện tại là ở đấy ạ. Mà đây mình giới thiệu qua cho các bạn cái cách bạn đến trực tiếp nhà vườn Hải Đăng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại vườn ạ.